để mà chiếc xe mình chạy một cách gọi là lâu dài, bền bỉ cũng như là có cái khả năng vận hành tốt nhất thì chúng ta phải thay nhớt cho xe, đặc biệt đó là trong quá trình rô ra. Như thông số hãng đưa ra thì con SH350 này thì mình sẽ thay nhớt ở 500 km đầu tiên, có nghĩa là các bạn chạy nhớt của hãng đổ vô trong xe này ngay từ đầu bạn mua xe thì các bạn sẽ chạy tới 500 km, thì ở cái mốc 500 km các bạn sẽ thay nhớt lần đầu tiên. Mình sẽ thay cả nhớt máy, cả nhớt hộp số, tức là nhớt lắp á. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái quy trình thay nhớt như thế nào là chuẩn nhất, tốt nhất cho chiếc xe. Đầu tiên, khi mà các bạn muốn thay nhớt thì các bạn phải làm cái động cơ nó ấm nóng lên một chút đã. Nếu như các bạn đi đâu đó về thì các bạn có thể là máy đã nóng rồi thì ok luôn. Còn nếu như xe các bạn đang dựng trong nhà, máy nguội thì các bạn chịu khó nổ máy lên cho mình 5 phút. Nổ máy như thế này và để đó 5 phút. Rồi, sau 5 phút đi, mình tắt cái máy. Nhưng mà mình chưa thay nhớt liền đâu các bạn. Tại vì cái máy mình sau khi nổ 5 phút á thì nhớt ta đã bơm đều lên hết các cái chi tiết trong động cơ rồi. Mình muốn cái nhớt nó lắng xuống hết á được thì mình sẽ phải để đó cho máy nó, cái nhớt nó lắng xuống trong 5 phút nữa. Mình để 5 5 phút đó, nhớt nó sẽ trong các cái chi tiết nó sẽ lắng đều xuống dưới đáy của động cơ, thì lúc đó mình xả nhớt ra, nó sẽ ra được gần như toàn bộ nhớt dơ của trong cái động cơ này. Đầu tiên, các bạn muốn cái nhớt của mình nó xả ra một cách là nhanh hơn, triệt để hơn thì các bạn phải tháo cái con ốc gọi là cái ti thâm nhớt ở đây để mà nó tạo cái độ đối lưu, nó vô không khí, nó luồn không khí vô thì nó ra vô có vô thì mới ra nhanh được. Để mà tháo cái con ốc nhớt ra một cách dễ nhất thì các bạn sẽ nghiêng xe, nhưng mà nếu các bạn làm việc một mình không có ai phụ các bạn thì đây là một cái mẹo. Các bạn dựng chống đứng lên, sau đó các bạn gạt chống nghiêng ra, nghiêng hẳn xe qua. Các bạn sẽ thấy là xe rất là vững chãi, không có sợ ngã nha, rất chắc chắn luôn, yên tâm mà làm việc. Rồi, khi chiếc xe nó nghiêng như thế này thì lúc này cái con ốc nhớt nó nằm ở dưới đây các bạn, thì các bạn sẽ tháo ra một cách dễ dàng hơn nhiều so với các bạn để là nó nằm thẳng xuống. Bởi vì mình làm tại nhà thì mình sẽ không có bàn nâng giống như ở những cái tiệm sửa xe đó. Đây là mình cài bày những cái cách phổ thông nhất, dễ nhất. Ở dưới này, con ốc nhớt dưới này thì mình xài là con ốc 12 nha các bạn. Ốc 12 nó nằm ở dưới đáy này, các bạn xả nó ra. Khi mà làm việc với nhớt thì khuyên các bạn đeo bao tay cao su vô, vì nhớt á, nó có rất là nhiều phụ gia độc hại mà nó ngấm qua da mình á, rất là độc về sau này. Mình là đeo bao tay để khi mà làm việc với nhớt thì nó sẽ đảm bảo sức khỏe cho mình về lâu dài ha. Đây, mình đã giữ được cái con ốc nhớt lại cả ron luôn, không có bị lạc vô trong cái nhớt trong này. Rồi, mình sẽ thả xe xuống để cho nó chạy nhớt ra. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tháo tới cái lọc nhớt của xe. Ở 500 cây đầu tiên thì mình sẽ thay luôn cả cái lọc nhớt nha các bạn. Rồi, trong lúc mà chờ cái nhớt động cơ nó chảy ra hết á các bạn, thì mình sẽ bắt đầu tiến hành tháo cái phục sau này ra để mà mình có thể trống trải để mình bắt đầu tiến hành thay luôn nhớt hộp số của chiếc xe, gọi là nhớt lắp đó các bạn. Ở đây thì con ốc phục nhung nó sẽ là ốc 14. Các bạn mà không tháo cái con ốc này ra, không tháo cái phục ra thì rất là khó làm nha, thì nó vướng. Ở đây là một cái mẹo nữa nè các bạn. Các bạn để cái phục này thì không có ai giữ cho các bạn đúng không? Nó lủng lẳng nè, nó vướng mình làm không được. Đây các bạn sẽ vặn ngược lại vô, con ốc này cũng có ốc đó, các bạn vặn ngược vô cho mình. Rồi các bạn gác nó lên đây, thế là xong. Các bạn đã có thể trống trải làm việc thoải mái rồi ha. Ốc nhớt ở đây người ta xài là ốc 12 nha các bạn, mình sẽ xài tiếp điếu 12. Thì ở đây nó có tới 3 con lận, các bạn phân biệt giùm mình nha. Con ốc mà đổ nhớt vô á là con ốc trên cùng nè. Con ốc mà xả nhớt ra là con ốc nằm dưới đáy cùng luôn. Ở dưới đây có hai con, các bạn sẽ thấy là không biết là con nào đúng không? Nhưng mà con dưới cùng nữa nè mới là chính xác, còn con này không phải nha. Con dưới này mình sẽ tháo hai con này ra. Đây, con ốc dưới cùng đi các bạn, tháo nó ra. Mình sẽ coi thử là nó ra bao nhiêu ml thì mình sẽ thay vô đúng bấy nhiêu. Còn thông số hãng á là họ dặn mình á là thay vô
sau khi xả ra thay vô là 210 ml. Thì mình tháo ra mình thử coi là nhớt nhớt lóc này nhớt nhớt láp này nó ra bao nhiêu ml nha các bạn. Để mình dùng cái ca này mình hứng nè, mình sẽ biết được nó bao nhiêu. Trên 200 một chút xíu, có nghĩa là 210. Và là thông số hãng khuyến cáo mình thay vô là rất chính xác nha các bạn. Mình sẽ thay vô trong cái này là 210 ml nhớt láp. Rồi, nhớt láp ra hết rồi, mình sẽ siết ốc lại. Mấy con ốc này khuyên các bạn vặn vừa tay nha, vặn mạnh nó rất là dễ tuôn ren. Cái này dựa vào kinh nghiệm của mỗi người thôi các bạn. Mình thì mình không có xài cờ lê lực, tại vì những cái này mình xài có kinh nghiệm nhiều năm rồi, mình sẽ vặn rất là chính xác bằng lực tay thôi. Cái loại nhớt láp mà mình sử dụng ở đây là Liqui Moly với cái thông số là 80 W90. Đây là loại nhớt láp mà mình tin dùng, là mình sẽ thấy là nó đảm bảo cái độ vận hành cho xe tốt nhất trên SH350 này. Giá thành của nó thì cũng không có cao quá mà. Hai loại này thì nó nằm ở tầm khoảng chừng 300 ngàn thì phải. Mình mua nhiều thứ mình không có nhớ kỹ nha, mình chỉ báo ước lượng cho các bạn thôi, mình không có kinh doanh buôn bán mấy này đâu. Thì như thông số á, một trên một cái lọ này các bạn thấy là nó là 150 ml nè. Cái tổng lượng mình đổ vô trong cái xe này, trong cái nhớt láp này là 210, thì mình sẽ đổ hết một lọ này. Sau đó mình canh thêm 60 ml nữa, mình đổ tiếp vô là chính xác. Đổ hết một chai 150 ml vô. Hết một chai 150 ml thì mình cần tiếp là 60 ml, mình sẽ châm vô đây để mình canh nha các bạn. 60 ml nữa. Mình sẽ dùng một cái xi lanh để mình hút 60 cái ml này vô. Trong cái xi lanh này mình để bên châm các bạn. Sau khi mình châm đủ 60 ml thêm vô nữa là tổng cộng ở trong cái nhớt láp mình đã có tổng là 210 ml rồi. Thì chúng ta sẽ vặn con ốc phía trên này lại cho đảm bảo. Nói chung là mình làm tới đâu thì mình vặn tới đó để mình tránh cái việc mà quên nha các bạn. Rồi, vặn cái phục lại luôn. Xong rồi. Cái công đoạn mà mình thay nhớt láp ra tới đây là hoàn tất rồi đó các bạn. Cái loại lọc nhớt mà mình tin dùng đó chính là KN. Lọc này thì giá nó cũng rẻ thôi các bạn, mình mua như có 300 mấy thôi. Mà cái ưu điểm của nó chính là nó có cái đầu bu lông để mình có thể tháo ra, lần sau mình tháo ra rất là dễ, mình thay cái khác thì rất là dễ. Trên cái lọc zin đó các bạn thì nó không thiết kế cái đầu bu lông đó, và khi tháo ra thì mình cần phải có cái đồ chuyên dụng hoặc cái cảo. Đây nè. Còn trên cái lọc của KN thì luôn luôn có cái đầu bu lông 17 này, rất thay rất là dễ. Còn cái loại nhớt mà thay vô á, thì mình tin dùng đó là cái dòng Liqui Moly, cái thông số là 5W30. Nhớt trên cái xe này các bạn lưu ý nha, hãng trong sổ hướng dẫn sử dụng của hãng mình á, khuyến cáo là nhớt chỉ số là phải 30, độ đặc là 30 nha các bạn. Các bạn thay 40 vô thì nó chạy nặng máy đó. Cái trường hợp là xe mình còn mới lắm, các cái chi tiết nó còn rất là khớp, mà các bạn thay nhớt đặt vô hơn cái thông số hãng yêu cầu thì nó rất là nặng máy. Với cái thông số nhớt 40 chỉ khuyến cáo yêu cầu thay khi mà cái xe của bạn đi quá lâu rồi, ví dụ tầm 40.000 50.000 km trở lên á, thì lúc đó từ 30 mình lên 40 được đó. Còn cái xe mình đang còn rất mới thì thay đúng thông số hãng thôi, đó là 5W30. Và cái loại mình thay đây là Liqui Moly, là loại mà mình rất là thấy là chạy rất là ngon lành, mát máy cũng như là êm nhẹ. Liqui Moly thì một chai nó là 1 lít. Thì khi mà cái hãng khuyến cáo mình trong cái chỉ số mà thay nhớt á các bạn, là khi mà thay nhớt không á, không thay lọc á, là 1 lít 4. Còn mà khi các bạn thay cả lọc nhớt này á thì các bạn thay là 1 lít rưỡi. Thì mình một chai này là 1 lít thì mình phải dùng tới 2 chai là chắc chắn rồi.
mình sẽ lấy một nguyên một chai một lít này với nửa chai này nữa là đủ. Khi mà mình thay cái lọc nhớt á thì cái công đoạn quan trọng á là các bạn phải bôi một ít nhớt lên trên cái ron này, để khi mà các bạn vặn vô trong cái thành máy á, cái vách máy á, nó sẽ không bị làm rách cái ron này nha. Nó bôi trơn đều cho mình, khi mình vặn vô nó có ma sát nè, nó không có làm bị hư ron này đó. Và kèm theo đó là các bạn sẽ đổ vô đây một ít nhớt, tại vì trong cái quá trình mình vừa thay nhớt xong á mà nhớt nó chưa bơm lên các chi tiết máy được qua cái lọc này, thì có một ít nhớt trong này là điều rất quan trọng. Mình sẽ đổ vô đây một ít nhớt trước, đổ được bao nhiêu là hay bấy nhiêu. Rồi mình lấy cái nhớt này nè, mình bôi đều lên cái ron này các bạn, để cho nó trơn. Và vì cái lọc này nó nằm ngang, cái lọc là nó nằm ở tư thế nằm ngang đó, các bạn thấy không, lọc nằm ngang. Mà khi bây giờ mình chùm vô á, mình để ngang ra mình vặn vô á, thì nhớt nó chảy ra, nhớt trong này chảy ra đúng không. Thì mình sẽ nghiêng xe lại như hồi nãy, mình sẽ nghiêng xe xuống. Rồi khi mà nghiêng xe xuống như vậy thì các bạn úp cái lọc nhớt này vô á, nó mới không có bị chảy nhớt ra. Bởi vì đó là lý do mình nói các bạn là đổ một ít thôi nha, chứ các bạn mà đổ đầy á là khi nghiêng ngang ra như vậy là nhớt nó chảy ra rất là nhiều đó ha. Mình đổ vô cảm thấy là khoảng chừng 100cc, khoảng chừng 50cc là được rồi, một chút thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành vặn vô bình thường. Rồi mình canh nhớt vô vừa đủ cho nên là không thấy nhớt từ cái lọc này chảy ra nha các bạn. Đó, vặn vô. Rồi nghiêng chiếc xe lại bình thường, thẳng cái xe lên. Rồi cái lợi hại bây giờ mới thấy này, cái lợi bây giờ mới thấy rõ này các bạn, có cái đầu 17 nè, còn cái zin là không có đầu nè. Giờ vặn vô rất là dễ ha. Có cái đầu này mình xiết cái lọc nước nhớ thì vô rất là tiện. Cái ron nhôm này các bạn thì mình thường thì thay nhớt 2 lần thì mình mới thay cái ron nhôm này một lần, cho nên đây mới là lần đầu thôi, mình có thể sử dụng lại cái ron nhôm này được nha. Không có cần thiết phải quá mức mà có chu toàn như vậy. Có nhiều người thì thay thì kỹ thì các bạn thay luôn cũng được. Mà đối với mình thì điều đó chưa cần thiết, mới lần đầu tiên thôi, có thể sử dụng tới 2 lần lận, mình vẫn xài lại bình thường ha. Rồi tổng cái lượng nhớt mà mình đổ trong cái lần thay nhớt này, kể cả thay lọc nhớt là 1,5 lít các bạn. Thì bây giờ hồi nãy là mình đã đổ một ít vô trong cái lọc nhớt rồi, các bạn đừng quan tâm là bao nhiêu, thì nó vẫn là nằm trong 1 lít của cái can đầu tiên này ha. Mình sẽ đổ tiếp phần còn lại của cái chai 1 lít này vô. Rồi cái phần cái chai tiếp theo đây các bạn, không cần quan tâm đổ bộ lọc như thế nào ha. Mình nói rồi, tổng cái lượng nhớt mình xài vô trong xe này khi mà thay nhớt cả lọc là 1,5 lít. Thì mình đã dùng thấy không, hết một chai 1 lít rồi. Bây giờ mình sẽ dùng thêm 500ml nữa là đủ. Các bạn thấy có cái ca canh như mình thì càng tốt ha. Đây mình sẽ canh 500ml, 500ml, vậy là chuẩn bài rồi các bạn, không có sai sót đâu được hết ha. Đổ thêm 500ml nữa là chuẩn rồi đó. Rồi, công đoạn cuối cùng là đơn giản thôi, đậy nắp nhớt lại, làm tới đâu là vặn tới đó nha các bạn, để không quên á. Mặc dù là mình đã thay cái ti thâm nhớt, cái nắp nhớt độ rồi, nhưng mà cái ti thâm nhớt zin á lúc nào mình cũng còn giữ nha các bạn, rất là quan trọng nè. Các bạn có thay nhớt chính xác cỡ nào đi nữa thì các bạn vẫn phải thâm nhớt lại. Bây giờ các bạn sẽ lấy xe chạy một vòng nóng máy, rồi sau đó các bạn về dựng ở trong nhà mình tầm 10 phút, sau đó các bạn thăm nhớt lại xem thử là nhớt của mình nó dư hay nó thiếu. Thì nhớt dư cũng không tốt nha các bạn, nó phải vừa, cái đây là cái ti thăm nhớt của mình, nó phải nằm ở trong cái khoảng này. Nhớt mà dư quá là chạy không tốt máy nha các bạn, máy rất là nặng, nên là nhớt chỉ nên nằm ở trong khoảng này thôi, đừng bao giờ quá nhiều nhớt. Thiếu nhớt cũng không tốt mà dư nhớt là cũng không tốt đâu. Thay nhớt xong rồi chạy một vòng về thăm lại xem sao ha. Rồi sau khi mà chạy xe một vòng về và để lắng nhớt xuống trong vòng 10 phút, thì bây giờ mình bắt đầu kiểm tra thăm nhớt lại xem thử là cái lượng nhớt trong này nó đã đúng cái định mức an toàn chưa. Mình thăm nhớt là mình không có vặn vô nha các bạn, mình chỉ chấm vô thôi, tới đâu là nó sẽ chính xác tới đó, chấm vô.
đó, chấm vô nhấn mà hết cỡ vô là được, chứ không có vặn vô nha các bạn. Thâm nhớt mà đi vặn ren lại là sai đó nha. Chấm vô dây rồi rút ra là đã có thể nhìn được chính xác cái chỉ số nhớt rồi. Đây, nhớt của mình tới đây nha các bạn. Đây là một cái trong cái giới hạn an toàn nhất, chuẩn nhất của cái ti thâm nhớt mình nè. Không quá dư mà cũng không quá thiếu. Đây, nhớt của mình thâm vô nó đang nằm ở mức này, gần full. Đây, ở mức này là cực kỳ tốt rồi, chuẩn quá chuẩn luôn rồi nha các bạn. Vậy là cái quá trình thay nhớt của mình châm vô 1 lít rưỡi nhớt là cực rất là chuẩn nha. Đúng thông số hãng vô là nhớt không bị dư, không bị thiếu nè. Rồi, cứ đi thêm một thời gian nữa là mình sẽ thăm tiếp. Nói chung là thăm nhớt là công việc mà các bạn nên làm thường xuyên, để coi nhớt mình có bị thiếu đi, hụt hay không là mình châm thêm nha. Rồi thì đó là tất cả cái quá trình mà mình thay nhớt cho chiếc xe này, cách chính xác nhất, chuẩn nhất. Thợ trên Việt Nam mình á, thì thợ có kỹ thuật nhiều, thợ có tâm cũng nhiều, nhưng mà để làm được đúng quy trình toàn bộ như thế này thì chỉ có những dịch vụ cao cấp hoặc là các bạn phải trả thêm tiền cho họ, họ mới làm cho các bạn chuẩn như vậy thôi. Còn hầu như các bạn chọn những cái dịch vụ thay nhớt thông thường thì họ không thể nào dành hết tâm huyết cho các bạn làm một cách quy trình chuẩn như vậy được đâu ha. Nên là nếu các bạn có đồ nghề và tự biết cách làm thì mình khuyên các bạn là tự làm là tốt nhất. Chắc chắn rồi, tự làm là tốt nhất. Chính xác, đầy đủ công đoạn, kỹ lưỡng,